chào các bạn. Tôi là Mưa, học sinh truyền hình, học sinh chất lượng, báo Lá Cải, lớp 11A3. Vâng, hôm nay chúng tôi đến tham quan một chiến trường tại trường Hoa Đình Phùng. Vâng, và xin mời các bạn đại diện đang đứng rồi. Đây là một điển hình của chúng ta. Vâng, đây các bạn. Chiến sĩ này là do là quay tay quá mức, cho nên là các chi đã bị dập nát và cắt cột. Hiện tại đang dùng chi giả để cố định xương gãy. Vâng. Thế chúng tôi được biết là anh ta chơi quá điều độ, không có điều độ với cả. Vâng. Đây là một hiện tượng của học sinh. Vâng, cảm ơn anh. Ngủ vãi chưởng. Đi ạ. Ngủ á. Đây. Rồi. Anh chàng này là không biết là chơi trò gì. Mặt mũi là tối tăm mặt mũi này trong ta chơi này này. Vâng, cho anh ta bắt đầu mới làm mà ta chơi nó lại được quanh nhà này hiện tại. Chả biết được. Vâng, anh ấy chả phải chả biết được. Vâng. Khi mà muốn chết rồi. Nhưng mà anh lý do tại sao anh lại làm? Đâu lý do là. Vâng, để tiếp tục chương trình, chúng ta như anh Trác Vinh đã nói thì chúng ta đang ở trên một chiến trường của lớp trường Phan Đình Phùng và đặc biệt là kính nhất của chúng tôi ạ. Chúng tôi là nhà báo. Đi ra. Thái ra mặt đây đấy. Anh có thể thấy nghe hôm chiến trường là thảm không biết bao.